Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 Tuần thứ 22 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm trí khôn Đoạn 1 Gà rừng và trồn là đôi bạn thân Nhưng trồn vẫn ngầm coi thường bạn Một hôm Chồn hỏi gà rừng cậu có bao nhiêu trí khôn? Mình chỉ có một thôi. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Đoạn 2 Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn. Chúng cuốn quýt, nấp vào một cái hang nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng ông reo lên có mà trốn đằng trời nói rồi ông lấy gậy thọc vào hang gà rừng thấy nguy quá bảo chồn cậu có trăm trí khôn nghĩ kế gì đi trồn buồn bã lúc này trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả. Đoạn 3 Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai trồn. Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé. Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán người thợ săn lôi gà rừng ra thấy cứng đờ tưởng gà rừng đã chết ông ta quẳng nó xuống đám cỏ rồi thọc gậy vào hang bắt chồn thình lình gà rừng vùng chạy người thợ săn đuổi theo chỉ chờ thế chồn vọt ra chạy biến vào rừng Đoạn 4 Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Trồn bão gà rừng. Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình. Theo truyện đọc lớp 1, 1994 Chú thích và giải nghĩa Ngầm Kính đáo không lộ ra ngoài Cuốn quýt vội đến mức rối lên. Đắng đo, cân nhắc xem lợi hay hại. Thình linh, bất ngờ. Tập đọc Chim rừng Tây Nguyên Những cơn gió nhẹ làm mặt nước hồ y rơ bao rung động. Bầu trời trong xanh soi bóng xuống đáy hồ mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ đang chao lượn bóng che rợp mặt đất mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu, vi vút từ trên nền trời xanh thắm. Giống như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. Những con chim cơ púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt cố rướng cặp mỏ thanh mảnh của mình hót lên lanh lảnh nghe như tiếng sáo họ nhà chim đủ các loại đủ các màu sắc ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ tiếng hót rộn vang cả mặt nước theo thiên lương chú thích và giải nghĩa trao lượng bay nghiêng đi nghiêng lại trên trời rợp bóng che kính hòa âm phối hợp nhiều âm thanh với nhau cùng lúc thanh mảnh thon thả xinh xắn ba chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy ngày xưa có đôi bạn là diệt và cò ô trống chúng thường cùng ở ô trống cùng ăn ô trống cùng làm việc và đi chơi cùng nhau ô trống hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng tập đọc cò và cuốc cò đang lội ruộng bắt Tép Cuốc thấy vậy, từ trong bụi rậm lần ra hỏi: "Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo trắng sao?" Cò vui vẻ trả lời: "Khi làm việc ngại gì bẩn hở chị?" Cuốc bảo: "Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh" thấy các anh chị trắng phau phau đôi cánh dập dờn như múa không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này cò trả lời phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì kiếm ăn xong cò tắm rửa tắm áo lại trắng tinh rồi cất cánh bay đôi cánh dập dờn như múa theo nguyễn đình quảng chú thích và giải nghĩa cuốc loài chim nhỏ sống ở bụi cây gần nước chỉ bay là là mặt đất thường kêu cuốc cuốc trắng phau phau, trắng hoàn toàn, không có vệt màu khác. Thảnh thơi, nhàn, không lo nghĩ nhiều. Tập làm văn một Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây. Xin lỗi, tớ vô ý quá. Không sao. 2. Em đáp lại lời xin lỗi trong các trường hợp sau như thế nào a một bạn vội nói với em trên cầu thang xin lỗi cho tớ đi trước một chút b một bạn vô ý đụng vào người em vội nói xin lỗi tớ vô ý quá c một bạn nghịch làm mực bắn vào áo em xin lỗi em Xin lỗi bạn, mình lỡ tay thôi. Dê yeah, Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em. Xin lỗi cậu, tớ quên mang sách trả cậu rồi. Ba Các câu dưới đây tả con chim gáy. Hãy sắp xếp lại thứ tự của chúng để tạo thành một đoạn văn. A à, cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp. B. Một chú chim gáy xà xuống chân ruộng vừa gặt. C. Thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy, cút, cù, cu, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. D. Chú nhẫn nha, nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ.